Hello anh em, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhận 4 NFT đến từ bộ logic Galaxy nè. NFT này đầu tiên anh em làm trên Glint nè, đầu tiên anh em nhập địa chỉ ví ETH nè. Nhập địa chỉ ví ETH follow Twitter nè. Con tin nè, vị trí là bot nè. Thì thích nè, like này. Hình như phải comment nữa, anh em comment vô à, like thì thích comment nè. Đó anh em comment ai ông này cái anh em nhấn coi tin nè. À xong rồi. Còn cái này đầu tiên anh em retweet à, anh em nhấn vô cái mục màu xanh nè, anh em nhấn vô, anh em like retweet và test 3 người bạn, like retweet nè, comment test 3 người bạn vô. Từ để mình đó rồi anh em nhấn vào lâu luôn nha, vào lâu luôn nha, like tích rồi đó, cái này like rồi vào lâu nè, vào lâu kênh nè, vào lâu nè, vào lâu thêm kênh nữa. Còn cái này anh em vô vào Discord ha. Chết mẹ rồi, Discord đầy. Để mình thoát bớt một kênh ra. Hốt cái kênh này ra để đi. Rồi anh em nhấn hoàn thành để query tài khoản nè. Nhấn vô mấy cái mục này nè. Đó là được. Anh em chờ nó lót đi. Đó, chờ nó lót xíu là được. Còn cái này đầu tiên anh em retweet bài post nè. Like, retweet. Follow kênh Twitter. Vô rồi Discord. Ừ, để mình thoát cũng bớt con kênh đầy, mình kiếm cái nào dự án nào cũ cũ anh em thoát bớt đi để cho nó đầy quá. À, cái này nè, cái này nó không cho cờ làm rồi nó không cho cờ làm luôn. What the fuck? Gì lỗi 444 gì nữa đây. Anh em nhấn hoàn thành để quy đi tài khoản nè. Đó, anh em vô một query để nhấn mấy cái này nè. Rồi anh em nhấn start query nè. Tương tác không thành công là sao? Nó bị lỗi anh em kệ bà ấy.
Lý tích chưa ta? Quên luôn. Ở đây lý tích nè. Rồi follow nè. Vô rồi Discord là được. Còn cái này anh em nhấn like nè. Rồi. Anh em nhấn like thôi. Rồi cái này. Lý tích rồi cộng comment nữa. Lý tích nè. Comment. Anh em comment cái gì cũng được. Mình đi sầm xí đú vô cũng được. Để mình lót lại coi được không. Anh em chờ nó lót tầm 10-20 nửa tiếng là được rồi. Video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.